Rồi, mình sẽ lên mẫu đầu tiên của chúng ta là mẫu dây chữ cong. Rồi mình sẽ lên mẫu số 2. Tiếp theo mình sẽ lên mẫu số 3. Vâng, và bạn thằng Ngôn TJD xin kính chào cả nhà. Rất vinh dự khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Trong video này, mình sẽ mang đến cho cả nhà chúng ta 3 mẫu dây chuyền vàng. Mẫu dây chuyền vàng này sẽ mang đến cho chúng ta là vàng 23K hay gọi là vàng 980. Vàng này thì nó gần là 24K rồi. Nó chỉ thua 24K có 40 ngàn thôi, dao động khoảng 40-50 ngàn tùy nơi bán. Thì tại sao mà người ta bây giờ người ta không làm vàng 24K nhiều? Tại vì vàng 24K thì nó sẽ dễ bị gãy. Nói chung là cái độ cứng và cái độ bền, cái độ chống mài mòn của nó không có tốt bằng vì nó nguyên chất quá. Nên là 23K thì người ta có pha một chút hội vào, nghĩa là các kim loại quý á, pha vào để cho nó độ cứng và nó có bộ bóng sáng hơn. Còn vàng 24K hay gọi là vàng 4 số 9 thì nó không có độ bóng sáng bằng ha. Rồi, ở trên tiêu đề thì mình sẽ có ghi thêm cái từ khóa là vàng 24K. 4 số 9 là để tiếp cận với mọi người khi mọi người gõ. Tại hầu hết mọi người ít khi gõ 23 mà mọi người gõ 24. Nhưng mà thực chất là bây giờ vàng 24K thì rất là ít nơi bán và chúng ta sẽ phải đặt. Rất là nhiều nơi họ bán vàng 23K nhưng mà họ lại nói nó là 24K. Hoặc là họ nói nó là 4 số 9. Nên là khi chúng ta đi mua chúng ta cần phải xem kỹ các cái thông số nha. Rồi, mình sẽ lên mẫu đầu tiên chúng ta là mẫu dây chữ cong. Đây, nhỏ xinh luôn ha. Cái này thì nam nữ gì đeo cũng được nha. Ba mẫu mình đưa lên nam nữ gì đeo cũng được hết. Rồi mình sẽ cho chúng ta xem kỹ hơn ha. Đây. Rồi đây chúng ta thấy ha, khối lượng chúng ta là 2 chỉ. Đó, dây chữ cong 2 chỉ. Rồi mình sẽ lên mẫu số 2. Mẫu số 2 thì cũng hơn 2 chỉ một xíu thôi, cũng không đáng kể, 2 chỉ 0.18. Đây là cái dây trúc bi. Ồ, anh ta thấy nè, gọi là dây trúc bi nha, có ba cái đường, ba cái vòng chạm khắc, sau đó là cái đường ống rất là đẹp ha. Rồi mình cho chúng ta xem theo chiều dọc nha. Rồi tiếp theo mình sẽ lên mẫu số 3. Mẫu số 3 thì nhìn có vẻ dây lật nhìn nó có vẻ nhiều vòng hơn, có vẻ xịn sò lung linh hơn. Đây cả nhà chúng ta xem ha. Đây, số 3 như thế này, dây lật. Mẫu này thì nhìn nó lấp lánh, nhìn nó xịn sò, nhưng mà thực chất là riêng cá nhân mình thôi nha. Cá nhân mình thì mình không thích cái mẫu này lắm, tại nó cứ lật, nó khó chịu. Mình thường mình thích mấy cái mẫu mà nó đừng có lật nhiều quá. Nhưng mẫu này nhiều khi nó cứ lật trật cái khớp của nó á. Thì tùy vào mỗi người thôi, ai mà chúng ta thích mua nó nhỏ nhưng mà kiểu như nó lấp lánh rồi nhìn nó xịn sò thì lấy cái mẫu này. Mình thì lại lấy những cái mẫu đơn giản. Ok, mẫu này thì chúng ta cũng có khối lượng là 2 chỉ. Nói chung là nó hơn xíu, 0.08 thì không đáng kể, nó quá nhỏ đi ha. Sự chênh lệch không đáng nói. Rồi, cả ba mẫu này đều có mức giá của cho chúng ta đó là dưới 10 triệu trong thời điểm hiện tại nha. Còn trong tương lai mình không rõ, nên là mình chỉ nói trong thời điểm này thôi. Cụ thể chúng ta cứ liên hệ bạn Thành Ngôn TJD. Và chúng ta muốn xem thêm mẫu có rất là nhiều mẫu, thậm chí chúng ta có thể đặt hàng theo ý muốn của mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại.